Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Nếu anh em là một fan hâm mộ của dòng game indie và đặc biệt luôn yêu thương, ủng hộ những sản phẩm nước nhà thì có lẽ không thể bỏ qua Hoa, một tựa game với cái tên thuần Việt vừa được phát hành chính thức trên Steam và Nintendo Switch vào ngày 24 tháng 8 vừa qua. Trong video này mình sẽ đưa ra một vài đánh giá nhanh sau vài ngày chơi thử tựa game này. Ngay từ khi bước vào game, Hoa đã giúp mình khơi gợi lại những ký ức tuổi thơ về hình ảnh của một xứ sở thần tiên đầy màu sắc. Tuổi bé thơ, chúng ta từng hay mơ mộng và tưởng tượng mỗi khi được nghe kể về những câu chuyện cổ tích. Chúng ta thường hay dành cả tuổi thơ để ước mình lớn thật nhanh và rồi lại dành cả quãng đời trưởng thành để mong mình một lần bé lại. Sơ lược một chút về game, thì Hoa là một dự án game độc lập được xây dựng và phát triển bởi Soulcast Studio, một studio game người Việt chỉ vừa mới thành lập vào năm 2019. Là một sản phẩm do người Việt phát triển, đương nhiên game sẽ có hỗ trợ tiếng Việt, nên chúng ta có thể dễ dàng nắm rõ được nội dung, cốt truyện của Hoa mà không vướng phải rào cản ngôn ngữ như những trò chơi khác. Ngay từ video giới thiệu gameplay, Hoa đã nhận được không ít lời khen từ cộng đồng quốc tế. Ví dụ như trên IGN, một website tin tức chuyên đánh giá về những trò chơi điện tử, phim, âm nhạc, đã dành lời khen ngợi cho Hoa như sau. Tất cả đều rất trực quan, đến mức Hoa không cần phải có bất kỳ giao diện nào trên màn hình để che khuất tầm nhìn của bạn. Hoa sẽ sưởi ấm trái tim của bạn nhưng không làm nó đập nhanh hơn. Hầu hết mọi yếu tố trải nghiệm trong game đều được thiết kế để đem đến những phút giây yên bình nhất. Trong game anh em sẽ nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc mang đậm dấu ấn của làng quê Việt như hoa sen, chuồn chuột, vân vân. Toàn bộ hình ảnh của game đều là 2D và đều được vẽ tay. Kết hợp với đó là nhiều lớp cắt để tạo ra ảo giác 3D một cách vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên chính vì điều này, ở một số khu vực bạn sẽ khó có thể phân biệt được những mảng địa hình, nơi mà mình có thể nhảy lên hay là đu bám. Nhưng đừng lo, game bố trí rất hợp lý nên anh em mò một tí là ra ngay. Về cốt truyện, mình sẽ không bàn luận về cốt truyện vì để anh em tự chơi và khám phá cũng như cảm nhận sẽ hay hơn nhiều. Nói chung, người chơi sẽ được theo chân một cô bé có tên là Hoa trên cuộc hành trình trở về cội nguồn của mình. Hoa thuộc thể loại giải đố kết hợp đi cảnh. Nhiệm vụ duy nhất của người chơi chỉ là di chuyển, khám phá, giải đố và vượt màn. Có chăng kẻ thù duy nhất của Hoa cũng chỉ là những chú người máy vô hại, không hề gây sát thương, nên anh em cũng không cần phải quá lo lắng. Game có rất nhiều khu vực để anh em khám phá, như những cánh rừng xanh mát, cho đến những hang động ngầm, hay là một xưởng cơ khí đầy rẫy những máy móc cũ kỹ. Nói chung, Hoa mô tả chân thực một không gian thư giãn, bình yên, ẩn giấu vô vàn những mối hiểm họa. Và điều mình thích nhất trong Hoa chắc có lẽ chính là phần âm nhạc. Âm nhạc chính là một phần rất quan trọng, với những bản nhạc nền được sáng tác và thu âm trực tiếp, giúp thổi hồn vào gameplay, cũng như tô điểm thêm một thế giới trong Hoa thật yên bình và đẹp đến ngỡ ngàng. Tựa game hứa hẹn sẽ đem đến những phút giây vô cùng thoải mái, thư giãn, mọi lúc, mọi nơi, trên PC hay máy cầm tay của bạn. Về cấu hình, sở hữu đồ họa khá đẹp mắt, nhưng là game 2D nên game không đòi hỏi cấu hình quá cao. Game có hỗ trợ cả hệ điều hành OS. Tổng kết lại, nếu anh em đang tìm một tựa game giải trí mang phong cách nhẹ nhàng, thơ mộng,
giống như những bộ phim hoạt hình Ghibli, thì mình nghĩ hoa sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Với lối chơi đơn giản, dễ dàng, game phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những anh em thích một vé quay về tuổi thơ. Cá nhân mình thấy game vừa hay, vừa dễ thương, với một cốt truyện đầy tính nhân văn và cảm xúc. Đặc biệt là phần âm nhạc du dương, càng khiến những người mê game như mình càng thêm tự hào hơn về nền game nước nhà. Hy vọng trong tương lai, không chỉ Stronecast Studio nói riêng và các studio game Việt nói chung sẽ tiếp tục phát triển để cho ra mắt những tựa game tuyệt vời như thế này, góp phần vào việc xây dựng một cộng đồng game ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang đến thị trường thế giới nhiều tựa game hay mang thương hiệu Made in Việt Nam. Nếu anh em hứng thú với tựa game này thì có thể trải nghiệm ngay Hoa thông qua Steam với mức giá chỉ 165.000. Nếu anh em thích video này của mình thì đừng quên like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.